Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay vẫn là ngày 26 tháng 4 năm 2018. Cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh tiếp tục lại được đón một vị khách. Vâng, hai anh, đây nhá, anh Thái. Chào bà con nhá. Chào bà con yêu thích âm thanh. Vâng, anh Thái, anh đến từ Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Vâng, anh có về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thẩm âm cho mình một cặp loa Diatone DS77EXV. Vâng, cặp loa 77EXV cũng được anh Thái thẩm âm. Và đây ạ, cặp loa của anh. Vâng, anh Thái, anh đến từ Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Vâng, anh có về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thẩm âm cho mình một cặp loa Diatone DS77EXV AV. Vâng, cặp loa cũng còn rất là mới. Vâng, quý vị và các bạn đã đam mê âm thanh thì cũng không quản ngại một chặng đường cũng khá dài, cũng đã về cửa hàng thẩm âm cho mình một cặp loa Diatone DS77EXV AV. Vâng, cặp loa này quý vị và các bạn có thể ghép thêm một chiếc vang để hát karaoke. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết cặp loa Diatone DS77EXV AV cũng đã có chủ theo anh Thái về Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, hiện diện bên cửa hàng vẫn còn những đoàn khách đang thẩm âm và ngắm cho mình những sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích. Nhất là vị khách này nha, đến cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh rất nhiều. Chú. Vâng, xin chào các bạn yêu Âm thanh. Rất vinh dự lại được đón những đoàn khách yêu mến cửa hàng. Cũng rất nhiều lần về với cửa hàng để thẩm âm cho mình những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin thông báo với quý vị và các bạn, cặp loa Diatone DS77EXV cũng đã có chủ ngày 26 tháng 4 năm 2018. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.